Chào mọi người, đây là vườn người làm ấp khí năm thứ tư sau thầy con Tum. Hôm nay là ngày 14 tháng 5 năm 2022. Đây, đầu tiên mình xin giới thiệu về dàn lá của năm nay, sau đó là mình xin giới thiệu về dàn rễ. Đây, cỏ thì mình để khá là rậm, vừa rồi phát rồi mà nó lên nhanh quá. Đây là dàn rễ của mình, rễ nó ra cái dàn lá dàn rễ này. Đây, cái số được cái dàn lá với dàn rễ như thế này thì hôm nay là mổ thì khỏi nói, đây ba mổ luôn. Và phương pháp của mình là phương pháp cạo miệng nhỏ. Trước mình đã khoan được 1,5 năm rồi, nhưng mà do cây của mình nó hơi cao nên giờ khoan rất là với, rất là cực, nên là mình làm cạo miệng nhỏ đây này. Hồi xưa mình khoan này, mình khoan này, sau đó mình chán là cao quá chuyển sang cạo, áp cạo miệng nhỏ. Đây, 1 năm của mình hôm trước đây, và năm nay của mình đây, năm nay của mình cạo được đã được 1,5 tháng rồi. Do mình đi đẹp 4 nên là mình sẽ cạo trước 1 tháng và nghỉ muộn hơn một chút. Thế đó thì cái số dao cạo của 1 năm thì mình cũng được khoảng 74-75 dao. Thì giống như kiểu cạo D3 mà bây giờ mình đi cạo thì nó khoảng 7-8 tháng thì cũng được 70-80 dao thôi. Còn mình cạo này là mình cạo đều thì nó cũng được 74-75 dao. Đây là những cái vết khoan của những năm đầu tiên này. Túi của mình là túi PVC của cái đây, 4 năm rồi mà vẫn còn dùng tốt. Đây là những cái mũi khoan này, vết khoan của mình đây. Còn lại thì cạo, mình cạo mà được 2,5 năm. Năm nay nữa là năm nay cạo 1,5 năm rồi nhé, cạo 1,5 năm, khoan 1,5 năm là 3 năm cộng với năm nay nữa là sẽ bước sang đầu năm thứ tư. Còn một số vườn thử cây thử nghiệm của mình thì nó là sang thứ 5. Hồi xưa thì mình thử nghiệm khoảng mấy chục cây thôi, 80 mấy cây. Mình thấy nó hiệu quả nên mình áp dụng toàn bộ vườn luôn. Đây là năm thứ tư, cây rễ lá. Thường thì cứ một mình cứ cạo 350 cây, mình cạo bao giờ nó xuống 1 tạ thì mình sẽ bơm khí, thì nó tầm khoảng 4-6 dao tùy theo thời tiết. Nếu thời tiết mà ổn định mà khí nó hấp thụ tốt thì mình bơm 6 dao, mình cạo được khoảng 6 dao. Còn không thì mình sẽ cạo được khoảng 4 dao. Nó lên nhiều lúc nó lên 350 cây, nó lên 1,5 tạ, 1,6 tạ cũng có. Nhưng mà mình sẽ để bao giờ nó xuống 1 tạ thì bắt đầu mình mới bơm khí. Những năm đầu tiên mình để nó xuống khoảng 70 cân. Rồi năm thứ hai là mình xuống 80 cân. Năm thứ ba thì như năm ngoái là mình để 90 cân thì mình bơm khí, và năm nay thì mình để lên 1 tạ thì mình mới bơm khí. Mỗi năm mình lấy tăng lên một chút. Chúc mọi người thành công.